Thi Nhung. Và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cho biết người dân phản đối dự án resort ở Đà Nẵng đã chặn lối xuống biển. Ngày 21 tháng 3, chính quyền quận Liên Chiểu và phường Hòa Hiệp Nam đã đến khu dân cư Nam Ô thuyết phục người dân không tụ tập đông người ảnh hưởng an ninh trật tự tại khu vực dự án Lancaster Nam Ô Resort. Một ngày trước, bảo vệ dự án resort của tập đoàn Trung Thủy đã khóa lối xuống gành đá Nam Ô. Nhiều người dân sau đó tụ tập phản đối. Công an được điều đến để vãn hồi trật tự. Chỉ khi cánh cửa sắt mở trở lại, người dân mới giải tán. Nhiều người dân cho hay bao đời nay họ đã sống gắn với biển, giờ đây bị chặn lại là không thỏa đáng. Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch phường Hòa Hiệp Nam cho biết, dự án khu resort được chính quyền thành phố Đà Nẵng giao cho tập đoàn Trung Thủy xây dựng từ năm 2008. Năm 2017, hơn 500 nhà dân có nhà ở đã đồng ý giải tỏa để bàn giao 33 hectare đất mặt biển, bao gồm cả rừng Nam Ô cho chủ đầu tư. Thưa quý vị, nghi can bị truy nã trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ ra đầu thú. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ ở Hà Nội để kêu gọi Hoàng Văn Trọng, 27 tuổi, ra trình diện sau khi bị phát lệnh truy nã vào cuối năm 2017. Trọng là một trong 9 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và bị cơ quan điều tra truy tìm. Trọng bị cáo buộc là đại lý cấp 1 trong hệ thống đánh bạc trực tuyến do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương làm chủ mưu. Từ tháng 6 năm 2016 cho đến tháng 8 năm 2017, Trọng đã mua bán RIK là tên gọi tiền ảo trong game bài và hưởng chênh lệch 2%. Cứ 100.000 tiền RIK, Trọng mua với giá 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Tổng số tiền Trọng thu lời được ước tính hơn 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục kêu gọi các bị can còn lại ra đầu thú. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cho biết ngư dân Quảng Nam báo đã bị tàu lạ dùng súng uy hiếp và phá ngư cụ. Một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam báo rằng trong lúc đánh bắt trên khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thì họ đã bị một nhóm người trên tàu lạ dùng súng uy hiếp và phá ngư cụ. Cụ thể là ngư dân Nguyễn Tấn Sơn sinh năm 91 ngụ ở thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, chủ tàu cá cho hay khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 3, tàu cá của anh đang hành nghề tại vùng biển cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 16 hải lý thì phát hiện phía sau có một chiếc tàu sắt màu xám trắng đuổi theo, rọi đèn và sau đó thả cano chở theo 8 người áp sát mạn tàu. Những người này mang theo một khẩu súng dài và 5 dùi cui điện khống chế anh Sơn và các thuyền viên về phía mũi tàu. Anh Sơn cho biết những người này đã trao đổi với nhau bằng tiếng nước ngoài. Anh và các thuyền viên nghe không hiểu, chỉ nghe được hai từ Việt Nam. Hậu quả là tàu của anh Sơn bị thiệt hại 2 bình ắc quy, 30 tấm lưới, 3 bóng đèn cao áp, ước tính khoảng 40 cho đến 60 triệu đồng. Sau khi bị uy hiếp, một phần vì sợ, một phần do không có phương tiện để đánh bắt, nên anh Sơn và các thuyền viên cho tàu di chuyển vào bờ. Đến ngày 21 tháng 3, khi tàu cập cảng, anh Sơn đã báo cáo sự việc với cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Thưa quý vị, ông chủ tập đoàn Trung Nguyên đã thắng kiện vợ cũ. Vào ngày 20 tháng 3, Tòa Kinh tế, Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự giữa nguyên đơn là công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên do ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bị đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngụ ở quận 3 thành phố Sài Gòn. Theo đơn khởi kiện, ông Vũ cho rằng bà Thảo có hành vi chiếm giữ trái phép các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tập đoàn Trung Nguyên. Tập đoàn Trung Nguyên đã phát hành nhiều văn bản yêu cầu bà Thảo trao trả các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bà đang giữ bất hợp pháp. Tuy nhiên bà Thảo vẫn không thực hiện việc hoàn trả. Điều lệ công ty quy định con dấu phải được lưu giữ lại tại công ty. Người có thẩm quyền bảo đảm việc giữ con dấu theo quy định của pháp luật. Chính vì bà Thảo không phải là người đại diện theo pháp luật nên không có quyền chiếm giữ con dấu. Thưa quý vị, hai cô giáo mầm non ở Vũng Tàu bị sa thải vì đạp một bé trai. Ngày 22 tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với các bên liên quan đến một vụ video ghi lại cảnh hai cô giáo ở trường mầm non Tư Thục Hoa Hồng đạp vào người một bé trai được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nội dung video trưa ngày 15 tháng 3, một bé trai 2 tuổi không chịu ngủ trưa, đi đến chỗ hai cô giáo đang nằm, quấy khóc. Lúc này, cô giáo mặc quần tối màu để dùng tay ấn vào mặt, đạp và bế bé đặt ra góc.
Lúc sau bé trở vào đến chỗ cô giáo mặc quần sáng màu thì bị người này đạp hai lần khiến bé ngã lăn ra nền và khóc. Phát hiện sự việc qua camera quan sát gắn ở phòng học, phụ huynh đã đến trường phản ứng và đón con về. Trong bản tường trình, cả hai cô giáo thừa nhận hành động dùng chân đẩy trẻ là sai và mong được tha lỗi. Tuy nhiên, hiệu trưởng của trường mầm non Hoa Hồng đã kỷ luật buộc thôi việc đối với cả hai cô. Nam thanh niên gặp nạn trong thang máy tòa nhà ở Sài Gòn. Vào gần trưa ngày 22 tháng 3, anh Võ Nguyễn Minh Nguyên, 26 tuổi, là nhân viên công ty trong tòa nhà 4 tầng. Ở trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, sử dụng thang máy tại lầu 3. Nam thanh niên không may đã bị cửa thang bất ngờ khép lại và kẹp chặt đầu. Nạn nhân la hét kêu cứu, cùng với nhiều người khác cố đẩy cửa để thoát ra nhưng bất thành. Hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và xe thang có mặt ngay sau đó. Trọng lượng của chiếc thang máy khá lớn, cảnh sát phải dùng kích thủy lực cùng với các dụng cụ chuyên dụng từ đẩy cửa thang máy nhằm cứu nạn nhân an toàn. Sau khoảng 1 giờ, anh Nguyên được đưa ra ngoài trong tình trạng thương tích nặng ở phần cổ và chuyển đến bệnh viện. Nguyên nhân đang được điều tra. Thưa quý vị, cháy tàu chở xăng dầu ở miền Tây, hai người bị phỏng nặng. Tàu chở xăng dầu cập bến trên kênh Sáng Bạc Liêu, Cà Mau trưa ngày 21 tháng 3, đoạn ở phía sau cửa hàng xăng dầu ở phường 8, thành phố Bạc Liêu để bơm nhiên liệu. Khi tàu vừa nổ máy định rời bến, các thuyền viên phát hiện khói lửa phát ra từ khu vực buồng lái. Một số người trên tàu đã nhảy xuống sông thoát nạn, riêng hai người không kịp chạy ra đã bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu. Hàng chục cảnh sát cùng 4 xe chữa cháy khống chế lửa 30 phút sau đó, song nhiều vật dụng trên tàu đã cháy rụi. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ. Xe tải lao vào trạm thu phí BOT, tài xế chết trong cabin. Thưa quý vị, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 22 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải do tài xế tên là Huỳnh Văn Hoàng, 41 tuổi, ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, điều khiển lưu thông theo hướng Đà Lạt đi Sài Gòn. Khi chạy gần tới trạm thu phí BOT trên, thì bất ngờ chiếc xe lao với tốc độ cao, tông gãy barrier trạm thu phí rồi ủi thẳng vào chiếc xe tải khác do một tài xế tên là Caproy, 35 tuổi, ngụ ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đang chạy cùng chiều ở phía trước. Cú tông quá mạnh khiến cho chiếc xe tải do tài xế Hoàng điều khiển dính chặt vào đuôi xe tải của người này. Tài xế Hoàng bị mắc kẹt ở trong cabin, dù được người dân xung quanh giải cứu nhưng đã tử vong. Trước đó vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, cách trạm thu phí này hơn 1 km, một xe khách 16 chỗ cũng đã bị lật và xoay nhiều vòng khiến cho 3 người trên xe bị đa chấn thương. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin liên quan đến việc sang chiết hàng ngàn bình gas lậu giữa một khu phố. Tin từ Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho hay, ngày 22 tháng 3, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở sang chiết gas lậu quy mô lớn tại khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cơ sở này sang chiết gas từ các bình lớn sang hàng ngàn các bình gas mini. Trước đó, trinh sát phát hiện tại một bãi đất ở khu vực trên có nhiều chòi nhỏ, nhiều phương tiện thường xuyên chở gas ra vào. Khi lực lượng chức năng ập vào, người của cơ sở này không có mặt. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 bình gas loại mini, 20 bình gas loại 12kg, 21 bình loại 45kg và 9 chiếc cân, cũng như 11 chiếc bàn sang chiết gas tự chế. Vị khách Tây bị đánh ở phố đi bộ Bùi Viện đã lên tiếng. Vào ngày 22 tháng 3, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất ở thành phố Sài Gòn cho biết đã tìm ra người khách bị đánh tại phố đi bộ Bùi Viện. Tại cơ quan công an chiều ngày 21 tháng 3, vị khách nước ngoài cho biết tên là Patrick Mullen, quốc tịch Ireland. Trước đó, các nhân viên đánh vị khách khai nhận vào rạng sáng ngày 18 tháng 3. Anh Patrick Mullen đã say nên các nhân viên từ chối phục vụ. Thay vì bỏ đi, người này quay sang chửi bới. Chưa hết, vị khách còn đánh vào mặt một nhân viên bảo vệ. Theo Patrick Mullen thì vào ngày 17 tháng 3 là ngày lễ Thánh Patrick, một trong những ngày lễ lớn của đất nước Ireland. Vì vậy, tối ngày hôm đó, anh đã uống rất nhiều bia cho đến rạng sáng ngày 18 tháng 3 và đã có những hành vi cư xử không đúng. Tại cơ quan công an, Patrick đã gửi lời xin lỗi đến chủ quán và hy vọng không ai bị đuổi việc sau vụ đánh nhau này. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.